Sáng tới giờ mẹ con mẹ chưa? Đủ kho ăn. Bông này là cây bông trái nổ nè. Không biết có bà con nào biết có trái nổ không? Sáng tới giờ mẹ con mẹ chưa? Đủ kho ăn. Cái lưới này nằm sát đá đó thôi. Có mấy con nhỏ nhỏ tánh tánh ra. Nếu ở dưới quê là biết cái trái nổ nó, cái bông này nó thành trái, nó dài dài. Sống dọc bờ kênh có thể lối xuống thẳng tiếng cá này. Có cái nhà mọi người cũng đẹp mới làm. Tới nó đen mình ngậm nước miếng, cái nổ nó nổ có bốc nổ văng ra đó. Nước cạn queo. Hôm nay cũng đi xịt lúa nữa.
đồng thôi. Con sông quê gắn con với tuổi thơ đời tôi. Bao năm xa quê ấy, trong mơ tôi vẫn thấy. Hôm nay tôi trở về, lòng chợt vui thấy. Ông đang pha thuốc. Nổ máy rồi đó, đều có máy lên đó, cây đó là cái cây phun thuốc đó. Giờ ở đây người ta hay làm mấy cầu dây nhỏ nhỏ này để cho bà con qua sông. Còn chỗ nào mà quan trọng chúng ta làm cầu đúc lớn luôn. Ở dưới đó là kinh nè. Kinh nước cũng cạn queo à. Kênh này là kênh 15. Mình phải bơm nước lên. Phải bơm nước đó cho lên đồng. Tại vì cái mặt ruộng ở trên này nó cao hơn cái mặt nước ở dưới kênh. Nó cuốn dữ. Cuốn hả? Cung dữ. Cung
canh chua đây. Canh chua cá cá dòng nè. Có lấy cá này, cá dở chà nè. Cũng có thể lắm, cá này cũng nhẫn. Cá này đâu phải cá dầu ta, cá ba sang, cá gì. Thì con không biết luôn mà. Con lấy cá dở chà. Thấy có cá này dinh đâu nữa. À, vậy là đúng rồi, nếu nó có cá này dinh là cá dễ chạy. Và nó lút qua trên này, nó lút xuống, nó đi tìm dân. Làm tới làm lui vậy đâu còn cá nữa. Mấy cá mình sống tới lúc này còn cá kinh nghiệm dữ lắm rồi, nó mới còn tới giờ. Giờ bắt cá mà không sầu điện mà không có ăn. Đợi được kiếm cá.